Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, những cái ngày giáp Tết như này thì người người nhà nhà ai ai cũng bận trăm công nghìn việc để chuẩn bị chào đón năm mới đúng không? Dù cho đó là người đi làm, người có gia đình hay là người đang đi học như là học sinh sinh viên chẳng hạn. Nghỉ Tết thì cũng sướng thật đấy. Học sinh sinh viên sẽ được nghỉ học, được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được lì xì, xả stress sau một quãng dài thời gian học hành thi cử vất vả. Thế nhưng cái hội người luôn được mừng tuổi này, luôn được lì xì này cũng có cho mình những nỗi ám ảnh, những cơn ác mộng mà không phải ai cũng biết. Vậy đó là những cơn ác mộng nào? Và nếu như các bạn khó bày tỏ ra bằng lời thì trong video ngày hôm nay, tôi một chúng mình sẽ giúp các bạn thay lời muốn nói nhé. Chậm kẽ 1001 cơn ác mộng vào dịp Tết của học sinh Việt Nam. Nỗi ám ảnh mang tên bài tập về nhà. Không ai muốn, giữa thời điểm nghỉ ngơi, xả hơi, vẫn phải vấn vương những nỗi lo về công việc chưa được hoàn thành. Hay đối với các bạn học sinh thì ăn chơi chưa bõ đã phải giật mình, hoảng hốt khi đột nhiên nhớ đến. Đó chính là bài tập Tết. À, lý do muôn thuở thì là các thầy cô lo lắng các em học sinh của mình mải chơi quên nhiệm vụ học tập hoặc ăn bánh chưng nhiều quá, rơi mất kiến thức. Nên bài tập Tết chính là phương pháp mà những người lái đò của chúng ta đưa ra để khắc phục tình trạng này. Thông thường thì vào các buổi học cuối cùng trước khi nghỉ, các bạn học sinh sẽ đồng loạt nhận được món quà này của thầy cô kèm lời chúc năm mới vui vẻ. Đúng thì là quà đấy, thế nhưng khi nhìn thấy đống đề cương dày cộp trước mắt, các con dân ngay lập tức nước mắt lưng tròng tự nhủ. Xem chừng, niềm vui này muốn đạt được trọn vẹn cũng e là rất khó. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần vài bức ảnh thế này cũng đủ để diễn tả nỗi sợ lớn nhất của học sinh mỗi dịp Tết đến xuân về rồi. Vâng, hình ảnh cô giáo cười thật tươi và còn giơ tay chữ V chiến thắng vô cùng đáng yêu sau khi hoàn thành màn tặng quà các em học sinh thân yêu. Cô cười, chúng em cũng cười. Thế nhưng, đằng sau nụ cười là nước mắt và đằng sau những nước mắt là niềm đau. Thầy cô ơi, có ai thấu nỗi đau này của chúng em hay không? Và kết quả đúng như dự đoán, toán, lý, hóa, văn, anh, môn nào cũng có bài tập về nhà. Trông dày quá đúng không nào? Nhưng đây mới chỉ là phần của một môn thôi nhé. Đúng là tấm hình này thay ngàn lời muốn nói. Nhiều tấm chiếu từng trải cũng bộc bạch rằng sau khi khai bút vào đêm giao thừa, nói không ngoa nhưng chỉ được nghỉ trọn vẹn ngày mùng 1 rồi lại phải quay trở lại với việc học vào tối mùng 2 Tết. À thì lý do đơn giản là môn nào cũng có bài tập về nhà với số lượng siêu lớn nên nếu không làm từ tối mùng 2 thì sẽ không thể hoàn thành trước khi trở lại trường được. Đi chúc Tết ban ngày, sau đó làm bài tập vào buổi tối, rồi là nghỉ Tết giữ trưa các cậu ơi. Thôi thì đành dặn lòng, ai bảo mình còn học sinh làm gì cơ chứ? Ráng học thì mới ra trường, mới học đại học và có công việc ổn định được chứ, đúng không nào? Và tiếp theo, một điều thú vị vừa khiến người ta sung sướng nhưng cũng khiến nhiều người ám ảnh. Ám ảnh vì ngày nào cũng như ăn cỗ. Tết từ xưa đến nay vẫn luôn đáng nhớ. Đáng nhớ bởi cả năm mới có một lần, cũng là khi thời tiết đẹp nhất trong năm và là dịp được ở bên người chúng ta thương mến. Thế nhưng Tết bây giờ cũng thường được nhớ đến với hình ảnh tắc đường về quê, những chuyến xe bão táp, rồi thì những bộ bàn ghế rồng bay phượng múa. Nhưng mà trường ấy cũng chưa đủ danh sách đâu. Một trong những cơn ác mộng tiếp theo không chỉ khiến cho các bạn nhỏ, học sinh sinh viên mà ngay cả với những người đi làm, trai gái già trẻ lớn bé đều ám ảnh, đó chính là những bữa cơm ngày nào cũng như ăn cỗ. À thì cũng bởi từ xa xưa, văn hóa mình đã gọi là ăn Tết thay vì chơi Tết, nên luôn luôn cứ phải mâm cao cỗ đầy, đầy đủ từ thịt luộc, xôi, gà, bánh chưng, thịt đông các thứ mới vừa ý. Có lẽ niêu cơm ngày xưa của Thạch Xanh đã biến thành bánh chưng bánh tét bởi ăn hoài không hết. Từ luộc chán chê cho đến rán chấm xì dầu, gạo cứ như nở ra ấy. Chẳng hiểu sao ăn hoài ăn mãi không hết. Thế nhưng mà Tết là không thể thiếu bánh chưng, bánh tét. Không có thì thèm lắm các bạn ạ. Nở cũng không kém bánh chưng là gà luộc. Ấy vậy mà món ăn này lại dễ biến tấu thành nhiều kiểu nấu cho đỡ ngấy. Từ ông công ông táo đến giao thừa, rồi giao thừa ra đến các mùng, hôm nào cũng có gà luộc. Ngày bình thường thì thèm nhỏ dãi ra, nhưng đến Tết cũng lại sang chấn dạ dày vì món ăn này. Chưa hết đâu, những nồi thịt đầy ắp, ngập nước béo đến tận miệng cũng đã trở thành cơn ác mộng của nhiều đại gia miền Nam dịp Tết Nguyên đán. Bởi từ 27 đến 28 Tết, các bà các mẹ đã rục rịch đi chợ, chuẩn bị cho những nồi thịt kho ăn xuyên Tết. Ăn cứ phải đến mùng 4, mùng 5 mới cạn đáy nồi. Rồi cả những mẻ thịt đông để từ Tết sang tận rằm tháng giêng. Không thể không kể đến tiếp theo đó chính là các thể loại mứt. Nhà nào mua thì 28 Tết là gần như hết rồi, còn nhà nào tự làm thì cũng phải xong vài mẻ rồi. Ăn vài ba lần đầu thì mê thật, nhưng ăn hoài ăn mãi cũng thành ám ảnh luôn.
Đấy, nói chung là sương sương thế thôi, toàn những gương mặt thân quen. Yêu lắm, mê lắm, thế nhưng mà nghẹt nỗi, ai cũng mắc phải hội chứng cả thèm chóng chán. Nhìn bàn ăn mỗi ngày cứ toàn như ăn cỗ mà buồn ngang. Ăn uống đã đủ sang chấn rồi, tiếp theo là một cơn ác mộng mà bất kỳ chị em phụ nữ nào khi nhắc đến cũng chán chả muốn nói. Hung thần trong nhà bếp. Xuất phát từ lịch sử lâu đời, truyền thống của người Việt Nam, người dân từ xa xưa vốn kham khổ, dành cả năm để lao động vất vả, ăn uống đạm bạc, nên các món ăn ngày Tết thường được chế biến cầu kỳ, nhiều hương vị, hòa quyện và giàu dinh dưỡng như một cách bù lại. Tuy vậy, khi đời sống đã được nâng cao, việc nhiều gia đình cố gắng lưu giữ truyền thống, chuẩn bị đủ các loại ẩm thực cổ truyền như là bánh chưng, bánh rán, thịt kho, canh măng. Và rồi, mỗi ngày tầm 4 đến 5 mâm tiếp khách triền miên, khách bố, khách mẹ, khách chồng, khách anh chị em, đủ các thể loại. Thế là lại tiếp tục vòng lặp phụ chị phụ mẹ làm cơm, rồi lại dọn dẹp. Ngày nào cũng ngập ngụa trong đống đồ ăn và bát đũa. Cỗ thì 23, 24, 25, đến ngày mùng 5 vẫn chưa hết. Rồi còn đâu, nào là nêu tay, nêu chân, tóc tai, quần áo xúng xính. Hết bao nhiêu tiền, tưởng được đi chơi. Ai dè, nó như này đây. Tính ra cũng là sương sương khoảng gần chục ngày lao động Tết chứ chẳng đùa. Cơ mà ám ảnh nhất vẫn là quả này đây các chị em ơi. Được mệnh danh là hung thần trong căn bếp. Vâng, không ai khác, chính là những hộp nhựa trong dính dầu mỡ. Vì tính chất nhựa dễ bám mỡ, khó lau rửa nên những chiếc hộp đựng thực phẩm này trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với các bạn trẻ. Những người thường được giao trọng trách rửa dọn đồ đạc trong nhà sau mỗi bữa tiệc. Không biết Tết của các chị em ở đây thế nào nhỉ? Hãy chia sẻ ngay cái tần suất đứng bếp và rửa bát của các bạn ra sao trong ngày Tết nhé. Riêng tôi một chúng mình thì đúng là đôi khi có chán thật, nhưng mà được cái may mắn, bố mẹ mà thấy lúi húi trong bếp hay là rửa bát thì nhiều khi còn lại phụ cùng vì thương con gái. Nào ăn uống, nào rửa bát hết ngày, rồi hậu quả là gì các chị em biết không? Vâng, đó chính là một thân hình tròn trĩnh. Chiếc cằm V-Line trước Tết, giờ đây chỉ sau 3 ngày Tết đã hóa thành tròn quay. Cơn ác mộng mang tên tăng cân. Cho mình hỏi một chút là có ai ở đây thuộc cái nhóm mà hít khí trời cũng béo như top 1 chúng mình không nhỉ? Nếu mà có thì nhớ điểm danh cái nhá. Và xin gửi lời chia buồn tới hội anh chị em dễ béo. Đó là khoảng thời gian ú nu của chúng ta sắp cận kề rồi. Cả năm đi xa, có mỗi dịp năm mới để ăn uống thả ga bên gia đình, nhưng ám ảnh vóc dáng mãi không dứt. Ăn thì đủ món thịt thà, xôi chè, gỏi ghém, món trộn, món nước, món nếp, món tẻ, hấp dẫn, khó lòng từ chối. Nhưng ăn rồi lại lo vóc dáng nặng nề, chụp hình nó bớt sang. Mà không lẽ cả nhà ăn uống vui vẻ, mình lại kén cá chọn canh đắn đo mãi? Và với chế độ ăn bữa nào cũng là cỗ, cùng lịch trình sinh hoạt thay đổi đã khiến cho nhiều người, từ già trẻ gái trai, đã đi làm hay đang đi học, những người cả năm sở hữu những đường cong chữ S cũng bỗng nhiên biến thành chữ O chỉ trong vài ngày Tết ít ỏi. Ai da, thiết nghĩ, sao chỉ có vài miếng bánh chưng, đôi ba khoanh giò mà sao mỡ nó ở đâu lòi ra nhiều vậy? Và rồi, chỉ ít ngày thôi mà không còn nhận ra mình trong gương nữa. Có ai cùng chung nỗi thống khổ này với top 1 chúng mình thì comment cái nhá, cho mình bớt cô đơn. Cứ ăn uống tẹt ga, lại gặp ngay cơ địa hít oxy cũng béo thì đúng là tam tai thật sự. À thì top 1 chúng mình xin thay mặt cho hội người dễ tăng cân, dùng một chiếc ảnh cute phô mai que này để thể hiện được hết khoảnh khắc ăn Tết của mình. Thôi thì đành an ủi bản thân mình rằng, tròn tí trông cho nó phúc hậu vậy. Đúng là đời mà, trong khi những bông hoa nở ra trong sương tuyết và gió lạnh của mùa đông thì tôi cũng nở ra sau Tết với bụng mỡ, mỡ tay, mỡ đùi. Mấy bạn học sinh nào mà bài tập Tết chưa xong lại được đúng hôm lên lớp mà phình quá, bạn bè không nhận ra nữa thì đúng là combo đau khổ luôn. Nhưng mà chúng tôi nào có muốn béo đâu, ai cũng bảo bố mẹ sinh ra được cái tốt bụng làm gì. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi cũng là những khoảnh khắc hài hước cuối cùng trong loạt những cơn ác mộng vào ngày Tết trong video ngày hôm nay. Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là ngày nay, nhắc đến Tết, nhiều người rất sợ bởi nhiều lý do khác nhau. Thế nhưng, có mệt mỏi đến mấy thì nó vẫn không làm giảm đi sự hào hứng mỗi dịp Tết phải không nào? Vậy nên hãy cứ vui vẻ đón năm mới nhé, bởi một năm có mấy lần Tết đến cơ chứ. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay cũng đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!